phải căng mình 24/24 giờ, bám chốt để kiểm soát người và phương tiện qua lại nhằm thực hiện tốt giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh. Lực lượng công an quân sự, an ninh cơ sở trên địa bàn huyện Cần Đước với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực ngày đêm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều ngày qua, các lực lượng làm nhiệm vụ ở 173 chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Cần Đước đã trở thành tấm lá chắn quan trọng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa ào ạt kèm theo gió mạnh, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ đã khắc phục mọi khó khăn với tinh thần chống dịch như chống giặc. Dù điều kiện làm việc sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nơi làm việc ăn nghỉ giả chiến, nhưng lực lượng trực chốt làm nhiệm vụ 24/24 giờ, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào tại các chốt kiểm soát dịch. Áp lực công việc rất lớn, thế nhưng các lực lượng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giữ tác phong làm việc nhã nhặn, thái độ ứng xử chuẩn mực với nhân dân. Sự quyết tâm của lực lượng làm nhiệm vụ đã làm điểm tựa tinh thần vững chắc cho người dân, để mỗi người dân thêm yên tâm thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và tin tưởng sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19. Cùng với đó, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên quốc lộ 1 thuộc xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, không khí làm việc của các lực lượng vẫn diễn ra hết sức khẩn trương. Trời đã khuya, nhưng các chiến sĩ lực lượng vũ trang, cảnh sát giao thông vẫn luân phiên nhau đứng trên đường, miệt mài làm nhiệm vụ, cố gắng không để bất kỳ người và phương tiện nào qua lại chốt mà không được kiểm soát. Khẩu trang, quần áo ướt sũng nước mưa, nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng làm nhiệm vụ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng dân quân và các bạn đoàn viên thanh niên đã khắc phục mọi khó khăn để bám trụ, canh gác, đảm bảo an toàn cho người dân. Với quyết tâm, nỗ lực của các cấp chính quyền, các ngành chức năng và lực lượng làm nhiệm vụ, cùng với ý thức phòng chống dịch của nhân dân, tỉnh Long An nói chung, huyện Bến Lức nói riêng sẽ sớm cùng cả nước dập dịch thành công, trở lại cuộc sống bình yên.